Dạ. Ông bác sĩ này ông nói là bây giờ cái ca mổ này không không tới 50 triệu mà còn một tia sống thì ở đây chấp nhận chịu luôn chấp nhận chịu nhưng cuối cùng ông bác sĩ An ông nói là cái ca mổ này mắc hơn cái ca mổ đầu tiên chứ không phải là dưới 50 triệu vậy là giữa hai bác sĩ hai bác, kể, bác, bác sĩ khác dạ. nhau thì hai người này nó bắt tự với nhau tự với nhau là là, là có bác sang ngay tại vì khi bước đầu vô là ông bác sĩ An ông không cho bác bác sang vô ông đuổi bác gà, nói chuyện với con gái cô, nhưng mà lúc đó con gái cô nó nói với trơn, rồi biết như vậy, là nó nói với nó không có cần tâm trí để mà nó lấy đâu, thì nó nghe nói là ca mổ bây giờ trên 200 triệu, mà cái mạng sống nó rất là mong manh, thì bây giờ mổ nữa thì ấm cũng chết nữa thôi. kính thưa tất cả các cô chú bác, các anh chị, các bạn, các em thân mến, hôm nay là một buổi sáng của Việt Nam và buổi chiều ở bên Mỹ thì các bạn biết rằng là hôm nay là cái ngày cuối cùng mà uh, uh, gia đình của bé Nhung, bé Nhung là con gái, con con dâu đó, con dâu con Hiếu Thảo đó của cái người cha tên là Phong bị hóc xương cá mà qua đời đó, thì cái ngày hôm nay là cái ngày đặc biệt quan trọng nhất là một ngày rất là dài của gia đình để đưa tiễn anh Phong về nơi yên nghỉ cuối cùng. thì ngày hôm nay chắc là phải là, là <laughs> mọi người chắc khóc dữ lắm đây. Quốc Võ um, cũng đang chờ xem cái clip Mà cái buổi đưa tiễn đó nó xúc động như thế nào Để mình cùng chia sẻ Thì uh, chắc sáng nay thì cũng có rất là nhiều kênh Youtube Trong đó có cả anh um, anh Tám Sang Và um, em trai Vlog uh, Trúc Ngân đó Và một số uh, những uh, Youtuber khác nữa Cũng sẽ có mặt vào ngày hôm nay Để đưa tiễn uh, anh Phong đó, uh, Lúc 2 giờ chiều thì khi mà quốc võ đang ngồi đây để làm clip này thì bây giờ thì việt nam thì mới có 8 giờ sáng thôi à, quốc võ mới vừa đi chuyển tiền về à, tại vì quốc võ có bạn thân ở việt nam là ứng tiền trước ứng tiền trước để chuyển cho trúc ngân trước thì quốc võ gom lại đủ đủ tiền để à, ra ngoài dịch vụ đó chuyển về cho bạn của quốc võ bởi vì bất cứ một cái trường hợp nào mà cần chuyển gấp thì quốc võ nhờ bạn quốc võ bên việt nam là chuyển liền tại vì bạn làm trong ngân ngân hàng cho nên là tiền thì bao la bố mấy cũng có hết á quan trọng là cái uy tín của mình thôi cho nên là mình nhờ chuyển bao nhiêu là chuyển bấy nhiêu rồi sau đó quốc võ sẽ gửi tiền trả lại sau đó thì uh, báo cho các bạn một cái tin vui rằng quốc võ đã quyên góp được cực, uh, tính luôn kể cả uh, bản thân quốc võ luôn á thì đến ngày hôm nay thì uh, đã được uh, đúng 100 triệu các bạn đúng 100 triệu tạm thời là như vậy đi nói chung là cái khả năng của mình cứ tới đâu thì tới đó mình làm việc thiện mà thì nó tùy vào cái duyên tự nhiên Quốc võ lại thấy thương cái hoàn cảnh này chắc các bạn cũng đồng có đầu sự đồng cảm nào đó đối với mình à, nếu mình có một cái tâm hướng thiện đó lòng thương người thì mình nhìn vào thì mình có cảm xúc ngay à, có như là giọt nước mà mà mình thấy của cô con dâu này đó nó 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 thật thà mà nó nó sót xót lắm có có nhiều những cái comment nói rằng là đó là những giọt mắt nước giả tạo cho mình 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 không tin tại vì với vai trò là một người đạo diễn phim thì để ra được những giọt nước mắt giả tạo như thế này thì phải nói rằng là cỡ diễn viên chuyên nghiệp diễn viên nổi tiếng đóng cũng chưa ra được như vậy nữa chứ đừng nói là một người nghiệp dư các bạn bây giờ cho nên mình không tin đây là những giọt nước mắt mà giả dối vì vậy bằng bằng cái sự cảm nhận của một người cũng đã từng sống từng trải thì quốc võ biết rằng đây không phải là một cái cái gì mà nó gian dối trong vấn đề này bởi vì gian dối sao được khi mà cái người nằm xuống đã đã có mặt ở đó đã thấy rõ ràng đó là một người cha của mình một người cha một người chồng gương mẫu để sau khi mà nằm xuống đó thì rất là nhiều người khóc tại vì sống làm sao khi còn tại thế thì mình 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 sống làm sao để cho sau này mà khi mà mất đi đó thì rất là nhiều người Đưa tiễn và giọt những bát nước mắt tiếc thương như thế à, Không đơn giản chút xíu nào cả Vì vậy cho nên khi quốc võ làm những cái clip thì cũng có một số bạn bè cộng đồng mạng ở đâu đó à, gửi những cái lời comment vào à, Có những cái lời rất là tiêu cực Thì quốc võ cũng cũng có xem qua và cũng lặng lẽ à, à, Mình lướt qua Nếu như mà quá nhiều những lời tiêu cực thì mình ẩn bớt đi để cho khỏi phiền lòng những người khác bởi vì hầu như là có 99% những cái lời chia sẻ chia buồn và cầu nguyện tuy nhiên thì cũng có đâu đó một phần một phần trăm thôi à, những cái lời nó hơi tiêu cực chút xíu có thể là các bạn chưa có hiểu thông cảm được chứ mình không có nói các bạn xấu nhưng mà xã hội thì cũng có người này người nọ có mỗi người có một quan điểm khác nhau thì chúng ta cũng không không vội vã đánh giá bất kỳ người, người nào cả cho nên có thể là các bạn chưa có thông cảm chưa có hiểu được cái hoàn cảnh đó thôi cho nên là các bạn chưa có thấy là đáng thương vì vậy cho nên thôi thì quốc võ xin ẩn đi những cái comment mà nó có vẻ như nó quá tiêu cực để làm phiền lòng những người khác đó thì quốc võ ẩn đi thôi mong rằng các bạn sẽ mở lòng để thông cảm nhiều hơn còn tất cả những người còn lại đó thì quốc võ thật sự rất là cảm ơn chân thành bởi vì đó là những cái điều đáng trân quý à, mình khi mà mình đã giúp rồi đó thì mình cũng không có phiền hà phiền lòng giả sử như mình giúp sai trường hợp đi thì cái duyên nó đã đến mình đã giúp mình đã quyết định mình giúp bằng cái tâm thì mình buông bỏ chứ mình không có rây rứt phải không ạ à? đó là những gì bác phong nghĩ như thế à, có thể là không đúng với các bạn nhưng mà đó là cái tâm của mình 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 nghĩ sao mà nói vậy thôi nó rất là đơn giản thì hôm nay là bác võ cũng cũng rất là vui khi mà những người bạn của mình À, khá là thân ở bên Mỹ này cũng đã ủng hộ cái, cái, cái công việc này à, không nhiều thật sự là không nhiều nhưng mà đó là tấm lòng bởi vì trong cái mùa dịch vật này đó các bạn biết rằng là khó khăn trăm bề ai cũng khó khăn cả à, tuy nhiên thì để cho họ mà mở lòng ra như thế là phải nói rằng cái uy tín của mình bỏ rất là lớn họ mới mới đưa tiền và họ cũng không cần biết rằng là cái câu chuyện đó thật hay giả nữa bởi vì quốc võ khi mở miệng ra thì họ tin tưởng họ cho tiền có người cho 500, có người cho hai ba trăm có người cho hai ba chục tùy cái khả năng bởi vì không phải ai bên mỹ cũng giàu có nhiều người họ rất là là khó khăn tại vì bảy tám tháng này không đi làm mà xong khó khăn được các bạn cho nên là họ cho là quý rồi và giả sử như họ không cho thì họ cũng có cái lời cầu nguyện cho cái người đã khuất như vậy là cũng là đáng quý chứ không hẳn là cần phải cho tiền thì mới gọi là là quý đâu phải không ạ thì um, thôi thì quốc võ xin đọc lại cái list một lần nữa nha tại vì hôm nay là cái cái ngày mà kết thúc cái list ngày này để nhờ em Trúc ngân em chuyển uh, tổng cộng là 100 triệu cho cho bé um, bí nhung á đó. đó đây là cái tấm lòng của quốc võ và các bạn bè của quốc võ tại đây ha Bây giờ Quốc Võ xin đọc lại clip một lần nữa cho mọi người đều thấy nha. Đây các bạn, à, Quốc Võ xin tạm gọi cái chủ đề là quyên góp cho con dâu hiếu thảo ha. Bởi vì mình rất là thương cái cô bé này. À, ngày hôm hôm kia đó thì Quốc Võ có gửi về trước là 10 triệu, cái đó là tiền riêng Quốc Võ ha. Sau đó hôm nay Quốc Võ gửi thêm 450 triệu, 450 đô nữa tức là 10 triệu nữa là 20 triệu. Rồi tiếp theo là Jenny Nguyễn California là 250 triệu. À 250 đô chứ mày nói lộn, Helen Lobos, California là 50 đô Một người bạn giấu tên ở California là 20 đô Chị Hoài Thương Nguyễn, California là 20 đô AC Care Đồng Sơn, 500 đô Hoàng Cơ Thạch, California, 100 đô Kenny Khánh Kha, California, 100 đô Tập đoàn Bờ Môi Golden World Charity, 500 đô Trang Lương, BNT Insurance, 200 đô Hiền California 50 đô chị Nga Nguyễn California 100 đô Mỹ Văn Nguyễn California 100 đô Kim Trương Bô Salon 100 đô Nguyễn Phương Ngân California 100 đô một người bạn của Quốc Võ giấu tên ở California cho 100 đô Kiều Mai Anh California 100 đô một người bạn của Quốc Võ ở Texas giấu tên 200 đô Hương Đặng USA Texas 100 đô Cô gái nuôi Jesse Thảo Vi, California, 60 đô. Phương Ngô, NI -E USA 100 đô. Má vợ của Quốc Võ California 100 đô. Tâm An California 20 đô. lu Kitchen Houston 100 đô. Chị Kim Lý Taiwan Trading Corp 500 đô. Rồi, tổng cộng là 4.020 đô. Đó, 4.020 đô các bạn. Đó, các bạn thấy vui không? Đó, <laughs> nguyên à, góp à, tổng cộng cái số tiền của mình luôn là bốn ngàn lẻ đô thì quốc võ gửi thẳng chẳng cho 100 trăm triệu luôn để cho nó cho nó, nó tiện phải không ạ một trăm triệu thì à, mong rằng là những mạnh thường quân những nhà hảo tâm xa gần cũng sẽ đóng góp tiếp à, để cho cả nhà mình chuộc lại được một cái, cái ngôi nhà mà cái nhà đó là cái nhà kỷ niệm của của người cha tức là anh phong đó cái người bị hóc xương cá mà tử vong đó trong cái câu chuyện này mà vừa mất người vừa mất của nữa phải nói rằng là đáng thương thật sự rất đáng thương đó, cho nên là mình mong sao thì họ lấy được cái nhà đó cái nhà bây giờ họ mới có đổ đá đổ đất thôi họ chưa có xây họ mới đó thôi không biết cái nào họ xây thì hy vọng rằng là sẽ sớm có một ngày nào đó sớm nhất có thể là chuột lại được cái nhà đó. đó, rồi rồi làm lại cho nó, nó nó khang trang lên để có một cái bàn thờ thờ cha cho nó nó, nó tương tất như vậy là cái điều phải nói rằng là đáng uh, trân trọng nếu mà làm được như vậy thì phải nói rằng là phước đất lớn lắm bây giờ Pháp quốc võ sẽ uh, sẽ chờ xem coi những cái clip sắp tới của các anh em xuống dưới đó để quay cái cảnh mà cái cuộc đưa tiễn anh Phong nó như thế nào, ha, đó. Thì Quốc phỏ cũng mong rằng đó những những người mà những bạn bè những comment trên trên mạng đó, thì các bạn hãy cho những cái lời comment nó tích cực chút xíu, à, chia sẻ những nỗi nỗi buồn vui, những cái gì mà nó lương thiện nó, nó tốt á, tốt đẹp á, để cho cái người ra đi họ an lòng. Tại vì người cũng cũng, cũng đã đi rồi, nó thật thật đó chứ không phải là một cái người giả. Cho nên mình sẽ cầu nguyện, ha, mình chung, chung tay mình cầu nguyện cho gia đình. Đó. Hôm nay là một ngày khá là quan trọng của gia đình, một sự mất mát rất là lớn, không có thể nào mà có thể dùng tiền mà có thể là mua được. Vì vậy cho nên là bất cứ một cái cái gì mà nó có vẻ mà nó à, tiêu cực ấy, thì cũng không nên mình nêu ra, để cho nó qua đi những cái gì mà đau khổ nhất trong cuộc đời của con người. Rồi thì nói chung là cái clip này đến nói là cũng đủ rồi, mình cũng không cần phải nói thêm nhiều nữa. Bây giờ Quốc Võ sẽ chờ đợi thôi, chờ đợi để xem những clip của các anh em. À, chúc cho tất cả các cô chú bác, các anh chị các bạn một buổi sáng đẹp trời, một buổi chiều hạnh phúc và một buổi tối an lành. Nha. I love you cả nhà.